cảm ơn nghệ sĩ Tú Thanh Thúy và nhóm múa Rạng Đông. Thưa chị Thanh Thúy, chị đã từng đi ra biểu diễn ở Trường Sa cũng như nhà giàn JK1 và đã từng gắn bó với là rất là nhiều những chương trình cầu truyền hình hướng về biển đảo, và ngày hôm nay được đón các anh từ Trường Sa về thăm thành phố Hồ Chí Minh cũng như là được hát cho các anh tại chính chương trình này, thì cảm nhận của chị như thế nào? Xin chào Mạnh Cường, Thanh Thúy xin chào quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả và cán bộ chiến sĩ đến từ Trường Sa và nhà giàn JK1. Trước hết thì Thúy nhận thấy mình là một người thật vinh dự vì đã được nhiều lần đến thăm và biểu diễn phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Và ngày hôm nay, trong một chương trình giao lưu mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, Thúy lại được dịp hiện diện tại đây để gặp gỡ 50 cán bộ chiến sĩ đến từ quần đảo Trường Sa và nhà giàn. Có lẽ không có một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc của những người văn nghệ sĩ được vinh dự có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Trong đó có Thúy. Thúy đã đến từ rất sớm, đứng bên trong và theo dõi chương trình và thật xúc động với phần giao lưu vừa rồi. Và còn vui hơn là khi được gặp lại những gương mặt cán bộ chiến sĩ mà mình đã được gặp trên quần đảo Trường Sa, như là anh Thông ở đảo Đá Lát nè, rồi em Tú ở Sơn Ca, và rất vui vì thấy các bạn vẫn khỏe. Vâng ạ, rất là nhiều những tình cảm dành cho những cán bộ chiến sĩ về thăm thành phố Hồ Chí Minh lần này, và chúng tôi nhận thấy rằng là đó có những bông hoa rất là tươi thắm sẽ gửi tặng đến cho nghệ sĩ Tú Thanh Thúy từ một vị khách mời rất đặc biệt của chương trình hôm nay, đó là một trong những cán bộ chiến sĩ về thăm thành phố Hồ Chí Minh lần này. Anh đến từ đơn vị nào ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là Thượng úy Lê Ngọc Trung, chính trị viên nhà giàn JK120 thuộc tiểu đoàn JK1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ở JK1. Vâng. Dạ, Thúy đã đến JK1 rất là nhiều lần và phải nói là JK1 luôn mang lại cho Thúy nhiều ấn tượng khó phai. Trong đó có một lần là Thúy phải làm tặc săn leo lên nhà giàn bằng dây thừng, bởi vì đây, thưa quý vị, đây là hình ảnh. Vâng, một hình ảnh. Cái này nói đâu có đó hả? Đây là một lần Thúy đến nhà giàn JK1 trong chuyến đi của báo Tuổi Trẻ trong hành trình góp đá xây Trường Sa, và lần đó thì gặp bão cấp 6 cho nên là cano không thể nào cập vào chân nhà giàn được, và chỉ còn một giải pháp cuối cùng là quăng dây thừng và các nghệ sĩ đã lên nhà giàn bằng đường hàng không. Như thế nhưng mà cũng có những cái chuyến mà mình cố gắng hết sức mà vẫn không lên thăm được các anh luôn. Vâng, cũng có những chuyến như thế, và Mạnh Cường và quý vị khán giả biết sao không? Không có gì khuất phục nổi tinh thần của những người lính. Thúy cũng là một người lính, và lúc đó chúng tôi đã hát bằng những cái chiếc loa cơ động và bằng nói chung là lúc đó tiếng hát thì hòa với tiếng sóng, và ở trên nhà giàn thì các chiến sĩ cũng hát cùng với chúng tôi, và tất cả đã ngân vang những cái bài hát như là khúc quân ca Trường Sa, rồi lướt sóng ra khơi, và trong đó cũng có môi cánh thư về từ đảo xa. Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi. Thì cả đoàn đều nỗ lực bằng mọi cách để có thể mang tiếng hát mình đến với các cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn. Và không biết rằng ở trên nhà giàn thì Chung có bao giờ gặp những cái hoàn cảnh như vậy chưa? Là các văn nghệ sĩ đến thăm mà không có lên nhà giàn được. Nói về những điều kiện khó khăn thì có lẽ rằng là Thanh Thủy và tất cả các anh chị ngồi ở đây đều rất là hiểu rõ về đời sống của cán bộ chiến sĩ ở ngoài nhà giàn. Thế nhưng mà cũng nhờ có những lần mà đoàn ra thăm cán bộ chiến sĩ nhà giàn vì điều kiện sóng to gió lớn không ra được như vậy. Nói buồn thì là cũng không hẳn, nhưng mà bản thân cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn chúng tôi cũng có một chút gì đó hơi tiếc, bởi vì là để có được một chuyến tàu ra thăm cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn thì các anh các chị đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn về sóng gió. Tuy nhiên ra đến nơi thì do điều kiện thì lại không lên được. Và cứ mỗi lần như vậy, chúng tôi là được nghe các anh chị nghệ sĩ hát tặng chúng tôi qua cái bộ đàm, một cái tình cảm rất là nồng hậu, rất là ấm áp, rất là nghĩa tình. Và cũng chính từ đó mà cán bộ chiến sĩ chúng tôi động viên nhau để cùng vượt qua mọi cái khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và chắc chắn rằng trong những lần như thế thì các chiến sĩ, cán bộ ở nhà giàn cùng các văn nghệ sĩ đã hòa tiếng hát giữa tiếng sóng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nào hòa tiếng hát với nhau giữa tiếng vỗ tay của cả khán phòng này được không ạ? Chung thấy thế nào? Chung đồng ý. Thực ra thì để bước lên sân khấu này
Tôi cũng rất là muốn được song ca cùng với ca sĩ Thanh Thúy. Một ca khúc mà tôi rất là thích, đó là ca khúc Nơi Đảo Xa. Đây quả là một lời đề nghị rất là dễ thương. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ tạo nên một không khí thật thú vị trong chương trình ngày hôm nay với bài hát này. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua, vượt qua. Ước sông có tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai. Sông xưa mối tình đây thì thu càng thêm vui, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Hy vọng rằng có dịp chúng tôi sẽ được hát cùng nhau ở nhà giàn DK1. Chúng có đồng ý không ạ? Đồng ý ạ. Dạ, xin chúc sức khỏe. Cảm ơn Thanh Thủy rất nhiều. Tôi xin cảm ơn một sự kết đôi đầy ngẫu hứng nhưng mà vô cùng mang lại hiệu quả, đầy tình cảm như vậy. Và xin chúc cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ luôn cất cao cùng tiếng hát, cùng hòa cùng với nhịp sống nơi đảo xa để kết nối gần khoảng cách giữa hải đảo và đất liền. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Xin cảm ơn rất nhiều.